Đây, và các bạn có thể thấy ở phía góc này có một cái công viên toàn là những cái cây như thế này. Thật ra mà ở một cái thành phố mà không có cây xanh thì mình thấy rất là, nói chung nó thiếu cái màu xanh của cây cối thì nó nóng nực lắm. Ở phía xa xa các bạn cũng có thể thấy một cái cây xanh này đó. Mà phải nói là cực kỳ thích luôn. Mình rất thích ngắm từ trên cao xuống như thế này. Mặc dù là mình là một người là rất là sợ cái độ cao. Ở phía xa xa đó mình đang quay ở cái màn hình các bạn nhìn thấy á. Ở hướng này là nếu mà thời tiết đẹp thì bạn sẽ nhìn thấy cái núi Phú Sĩ ở đằng này. Hướng này nha. Đó. Và người nhà họ cũng có nói hôm nay là không thấy núi Phú Sĩ. Bởi vì có mây nó che hết rồi. Các bạn có thể thấy những cái tòa nhà tuy là nó nhiều không sao. Hai nói chung là nằm trong cái khoảng mây mà thôi khó quá, hôm nay không nhìn thấy được núi Phú Sĩ. Rồi thì để một dịp khác mình sẽ đến và có thể là nhìn thấy núi Phú Sĩ từ trên cao cho các bạn xem. Đây là phải nói là một cái cảnh như thế này không, mình thấy không phải ai cũng biết để mà đến để mà nhìn ngắm cái cảnh đẹp thế này. Và được nữa thì dắt người yêu mà đi cùng ngắm cảnh này vào buổi tối mình thấy rất là lãng mạn. À còn thêm một cái nữa là đó là mình thấy cái khung giờ mở cửa ở đây đó là từ 9 giờ sáng cho đến là 11 giờ đêm. Mình thấy khá là muộn, đến tận 11 giờ đêm được. Thì lúc đó bạn tha hồ mà ngắm cái cảnh buổi tối luôn. Lúc đó lên đèn thì phải nói cực kỳ đẹp luôn. Và hôm nay mình chỉ có dịp là cho các bạn ngắm cái cảnh ở ban ngày thôi. Vào khoảng bây giờ thì mặt trời này nó vẫn còn rất là cao. Mình nghĩ hôm nay chắc là 7 giờ tối mà trời vẫn còn rất là sáng đây. Ở phía dưới các bạn thấy những tòa nhà mình thấy nó không cao lắm. Nhưng mà phải nói là cái cảnh mà cực kỳ đẹp luôn. Chẳng qua là cái camera, cái máy của mình nó không thể zoom xa được. Nó phải nói rất là đẹp.